Trường Giang xin kính chào quý vị khán giả của Đài V10. Kính thưa quý vị, hôm nay Trường Giang đang có mặt tại thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Và hôm nay tại hội trường St. Gregory nằm trong thành phố Rochester có rất đông các bộ phận của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã đến đây để tưởng niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa ngày 19 tháng 6. Kính thưa quý vị, đây là một ngày mà tất cả các quân nhân của người quân lực Việt Nam Cộng Hòa đều vinh danh, vinh dự và họ đã có trách nhiệm tranh đấu cho Việt Nam trước năm 1975. Và hôm nay chúng tôi đã có mặt tiếp chuyện cùng với một số quân nhân. Thì ông có thể chia sẻ về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa đối với ông? Đó là cái ngày mà tất cả những người đã khoác áo lính của quân lực Việt Nam Cộng Hòa thì không bao giờ quên được, vì chúng tôi là những người lúc đó là gọi là đã vì hy sinh vì tổ quốc đó, nên cái ngày này là chúng tôi rất là nhớ. Dù bây giờ chúng tôi ra hải ngoại nhưng hàng năm cái đến ngày này là chúng tôi cũng đều tưởng nhớ và anh em chúng tôi cũng quay cuồng về một địa điểm nào đó để tưởng nhớ lại cái ngày mà mình chiến đấu cho Tổ quốc Việt Nam Cộng Hòa. Ông có thể cho biết ba từ tổ quốc, danh dự và trách nhiệm nó có ý nghĩa gì đối với ông? Đó, ba từ này luôn luôn nằm ở trong trái tim của tôi. Bây giờ dù 40 mấy năm rồi nhưng mà lúc nào chúng tôi cũng nhớ là mình là một người quân nhân và cũng có trách nhiệm đối với Tổ quốc, vì chúng tôi chưa ra ngũ cho nên chúng tôi vẫn mang hoài bão và sự mình về phục vụ cho quê hương, dù bất cứ thế nào chúng tôi cũng không thể quên được. Kính thưa vị, khi ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa về thì chúng ta hay thường nhắc đến các quân nhân phục vụ trong quân lực Việt Nam Cộng Hòa, nhưng mà những người phụ nữ đằng sau những quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đóng vai trò rất quan trọng. Thì hôm nay chúng tôi có cơ hội được tiếp chuyện các bà phía sau. Cô Thọ có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình về ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Trước năm 1975 là tôi đã vợ của là quân cán chính rồi, mà tôi cũng là một công nhân viên ở trong của chính phủ. Thì trước 75 là mình nghĩ là đầu óc mình có nghĩ ngợi gì hết, mình cũng một lòng làm cho tinh thần của chồng mình là khi nào cũng phải có đầy nhiệt huyết đối với Tổ quốc, cũng giống như mình vậy. Công nhân viên chức mình cũng như vậy, nhưng mà đến 1975 thì miền Nam bị cưỡng chiếm, trong những người chồng của mình là bị có tù cải tạo, thì mình ở nhà chịu rất là nhiều là sự đau khổ từ cái tinh thần mà đến vật chất, họ đầy đọa mình, bắt mình phải làm những cái điều mà mình có được hồi trước mình chưa bao giờ nghĩ tới. Mình cũng vẫn can đảm để lo cho con, để cho chồng mình ở trong tù là khỏi có lo lắng cho mình. Thân chào Trường Giang, kính chào quý vị khán thính giả của Đài FPTN cũng như tất cả đồng bào đã theo dõi chương trình. Thưa ông, ông có thể cho biết ý nghĩa của Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa? Ngày Quân lực Việt Nam Cộng Hòa là một ngày để chúng ta tưởng nhớ tới Quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Chúng ta đã bị tan hàng vào ngày 30 tháng 4 năm 75, nhưng chúng ta chưa giải ngũ. Do đó, hàng năm chúng ta vẫn tổ chức để tưởng niệm ngày quân lực 19 tháng 6. Ông vừa nhắc tới là ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa và những người quân nhân quân lực Việt Nam Cộng Hòa chưa bao giờ giải ngũ. Họ đã, tuy rằng họ đã bại trận, họ thất bại trong cuộc chiến tranh. Ông nghĩ sao về những đồng minh của mình đã buông tay, rời bỏ quân lực Việt Nam Cộng Hòa và họ có đối xử với chúng ta công bằng hay không? Dĩ nhiên là không công bằng. Quân lực Việt Nam Cộng Hòa chúng ta từ ngày thành lập cho đến ngày tan hàng, chúng ta luôn chiến đấu và luôn chiến thắng ở mặt trận. Tuy nhiên trên mặt chính trị, vì bàn cờ quốc tế, vì lợi ích của nước Mỹ, do đó chúng ta đã bị đồng minh bán đứng, do đó chúng ta đã bị bức tử, nhưng tinh thần của chúng ta luôn bất diệt. Hôm nay là ngày tưởng niệm ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa, thì cô có thể chia sẻ cái cảm nghĩ của mình? Dạ, cô, hôm nay là ngày vợ của một của người lính. Dạ, thì cũng ngày hôm nay là ngày quân lực nên khi mà đi tới đây là có một cái cảm xúc hồi tưởng lại là cái gia đình của mình và cái cuộc sống của trước mình, là trước 75 là gia đình đó, thì trong đó là có người cha đã hy sinh và cái người anh mà sau 75 là cũng đã hy sinh vì không có chịu với khuất phục của cộng sản, thành ra là đã tự tử hy sinh một người anh rồi, là năm sau 75 khi mà kêu đi học cải tạo
bắt đi học để bắt đi học thì là đã hy sinh. Rồi bây giờ thì tới khi qua đây thì nhìn thấy mà cuộc sống và thấy cái những cái hình ảnh và đau thương, những cái hình ảnh mà kỷ niệm đau thương cũ, thì tới khi mình những cái cảm xúc thì mình cũng mong muốn là đã hồi tưởng lại những cái cảm nghĩ của mình, và mình cũng muốn là con cái, con cháu và thế hệ sau này nó có ấy được cái gì đó thì là nó giúp được cái gì đó thì được. Các đơn vị hồi tưởng lại những người lính, những người quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Vì thế mà sau 44 năm tại hải ngoại, năm nào thì các bác các chú đều họp mặt lại để cùng nhau tưởng nhớ ngày quân lực Việt Nam Cộng Hòa. Trường Giang tường thực cho đài P10 từ thành phố Boston, tiểu bang Massachusetts. Xin chân thành cảm ơn vị đã theo dõi chương trình. Cảm ơn cô rất nhiều. Dạ, chắc cô cũng không có biết gì hết. Cô chỉ có mong tất cả là những người lính đã hy sinh và những người còn lại và được sức khỏe dồi dào, và để coi như là hướng dẫn con cái và thế hệ sau để mà tiếp nối được một cái gì lại, và đó là một cái mong ước của mình. Đó là cái nguyện vọng của con.